và cỗ máy quay trên khắp nẻo đường. Hiến dâng dòng máu ấm, góp phần nhỏ nhoi cho tương lai Việt Nam. Sắt son lòng nhân ái, dòng máu vòng tay tình người bao la. Mong một ngày không xa, mọi người quanh ta không còn đắng cay. Với giấc mơ sao bay và niềm tự tin bên chiếc xe mình, sẽ không ngại gian khó và nhiều chông gai đang chờ đón ta. Những anh chàng cô gái và một tình yêu đoàn kết bên nhau, quyết xây dựng đất nước không còn khó khăn và luôn tươi đẹp. Những trái tim sâu bay mãi sống trong tình người. Thank you.
Bình Dương, chủ tịch liên đoàn xe đạp ô tô thể thao tỉnh Bình Dương. Kính thưa bà Nguyễn Thị Ánh Tiến, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các anh chị em, xin tổ toàn quốc chứng đáng thay mặt câu lạc bộ xin gửi lời cảm ơn về sự quan tâm và hỗ trợ của ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng, công an huyện, ủy ban nhân dân thị trấn, công an thị trấn, các đại ngành đoàn thể và sự hướng dẫn nghiệp vụ của phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thể thao huyện. Từ sự quan tâm đó, ban chủ nhiệm xin hứa sẽ đưa câu lạc bộ ngày càng phát triển vững mạnh, thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu họp mặt, nhiệt tình tham gia các vấn đề xã hội. Xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, các anh chị em, các câu lạc bộ công quyền từ xa đến đây để tham dự ngày vui của câu lạc bộ văn hóa xã hội Dầu Tiếng. Một lần nữa tôi xin gửi đến tất cả quý quan khách có mặt hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái và trân trọng nhất. Xin thành cảm ơn. Từ Bắc Hồ